Ở đời nó hay nói là nhịn là gì? Nhịn là nhục. Chính vì câu này mà người ta chết vì nhục. Sự thật rằng trong đạo Phật nó có cái từ gì? Nhẫn, nhục. Cái đó không phải là nhẫn để bị nhục. Hiểu không? Cái chữ nhẫn nhục trong đạo Phật là, nhẫn nhục là hãy kiềm chế sự quỷ nhục từ người khác đến với mình. Tức là hãy nhẫn nhịn kiềm chế sự quỷ nhục. Cái đó gọi là nhẫn nhục, chứ không phải là nhẫn để bị nhục. Con người chúng ta ở đời dễ bị cái tự ái này. Các vị biết rằng tôi nè, ngày xưa đó tôi rất là nhát, tôi đâu có muốn đánh lộn và không có dám đánh lộn. Nhưng mà mấy cái thằng lớn đầu á, nó cáp mình, mình đi học vậy đó, mình nhỏ vậy đó, cái tự nhiên á, là mấy cái thằng lớn đầu bởi vậy nó ác thiệt. Tự nhiên cái bắt mình làm bồ của nó. Mày là bồ tao, gà của tao. Bắt đầu nó kêu bên kia, nó bắt cái thằng đó nào đó tương đương mình cho nó cáp với nhau. Bắt đầu nó xúi mình đánh lộn. Tôi đâu có dám các vị. Các vị biết tôi nhát mà. Nó nhiều cái để nhát. Thứ nhất là nhát ở ngoài đường. Hai nữa là biết chuyện này là bị đòn. Cho nên nhiều cái mà sợ không dám. Mà nó xúi các vị không? Rồi nó ra nó cáp, nó cứ đẩy hai thằng sáp vô về hoài. Mình đẩy ra mình không dám. Nó mới nói câu, thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Bắt đầu nó mới khiêu khích cái lòng tự ái và bản ngã của mình lên. Mày không dám đụng nó là mày là gà mái, thế này thế kia. Bắt đầu nó xúc xỉm những cái câu như vậy. Cuối cùng sự thật, nhát và sợ cách mấy mà khi bị kích ghiết làm sao? Nhảy vô đập, dập đầu phun máu chuyện của mình. Còn tụi nó đứng ra vỗ tay cười. Tôi nói thật, chơi những trò chơi mà người lớn như vậy là gian ác. Mà tôi ngày xưa tôi bị 2 lần. Mà các vị biết không, đau khổ lắm. Rồi cái thằng bên kia đó, mình đập nó gì đó, có gì đó nó giận mình. Nó biết rằng là ở nhà cha mình là biết mình đi ra đường mà quánh lộn là đập mình trước ra tính gì tính. Bắt đầu nó về mét. Rồi. Thêm một trận ở nhà nữa. Nhưng mà mình sẽ học khôn từ từ là khi mình biết nhiều lần như vậy, mình sẽ tránh đi những cái đối tượng và những cái mà gọi là nó xúi bẫy mình, những chuyện bậy. Cho nên ở đây các vị thấy những cái chuyện ở đời nó cũng xảy ra bắt đầu từ những cái đó. Nó sẽ tạo những cái gì để trở thành quan trái, nó kích nhau. Có những khi gia đình các vị hạnh phúc cũng sẽ bị những điều đó xảy ra. Có những khi các vị làm ăn được tốt, các vị cũng sẽ bị những cái sự cài đặt đó xảy ra. Tất cả những cái này để chi? Nó kích cái sự hận thù, quan trái, tất cả mọi thứ để nó làm hư hại chúng ta. Vì vậy, người lãnh đạo một tổ chức, một gia đình, nơi một cái gì đó, phải hết sức kiên nhẫn và biết ứng xử một cách có kiềm chế, khéo léo mới giải quyết được vấn đề. Cho nên cơ bản nhất, nhẫn không có nhục. Phải nói những người nào có bản lĩnh lắm, có lòng bao dung và có sự chịu đựng lớn lắm mới có thể nhẫn được. Và các vị nhìn thấy trong lịch sử của chúng ta, hay là những người thành đạt ngày hôm nay, không ai mà chưa từng nhẫn nhục mà để được thành công hết á. Những người có chí lớn phải là những người có sự nhẫn nhục, mà tôi đã chia sẻ với các vị quá nhiều bài giảng rồi. Cho nên để lãnh đạo được một gia đình, một cái tổ chức, một cái gì đó, cái sự kiềm chế của một người ở trong đó là quan trọng vô cùng. Cái người lãnh đạo phải có khả năng kiềm chế. Và trong cái bước đường con người lập nghiệp phải có sự kiềm chế nhẫn nhục đó. Tức là mình phải có cái lòng kiềm chế để nuôi chí lớn, để muốn đạt được một nguyện vọng gì đó. Bởi vì trên cuộc đời này không ai trải thảm qua cho mình đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Làm gì người ta trải thảm qua sẵn cho mình đi. Cho nên muốn thành công, không có sự kiềm chế chịu đựng, khó lắm các vị. Cho nên nhẫn nhục là một trong những cái mà để giúp chúng ta
thành công từ chuyện đời đến chuyện đạo. Các vị thấy những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử để được thành công đều có sức nhẫn nhục phi thường, có phải không? Chúng ta đều biết mà, chúng ta quá ngưỡng mộ những người vĩ đại đó, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ứng dụng điều đó cho chính ta trên cái mục đích tu hành hay là trường đời để muốn đạt được cái gì đó. Bởi vì lòng tự ái, giận tức và thù hận của chúng ta là điều nó nằm sẵn ở chúng ta. Nó cũng giống như những thùng xăng trong con người chúng ta, nó chỉ đợi cơ hội để nó phật. Nó chỉ cần một cái gì đó thôi, nó sẽ nổ liền. Có những người ôm sẵn cái sự giận tức, dù không ai chọc ghẹo tới, nhưng mà cái tức giận nó vốn sẵn ở trong lòng, đụng bất cứ chuyện gì cũng có thể phá tan nát hết á. Đây là điều mà các vị khi tu tập các vị nên để ý. Các vị thấy trong cái thời mà gọi là cổ đại á, ở Trung Hoa có một cái câu chuyện của một cái nước Triệu giữa Liêm Pha và Lạng Tương Như. Hai vị tướng, một vị tướng văn và một vị tướng võ. Vị tướng võ thì cái vị này là ở xa trường, sống chết chấp nhận mọi thứ thì cũng được làm tướng. Nhưng mà vị qua văn thì ở nhà, nói chung là ngồi mát đi. Thì cái tướng võ nó thấy vậy mà cũng làm tướng, cái vai trò chức vị ngang như nó, nó làm sao? Nó ghét, nó thù. Nó là người sống chết mà có người này ở nhà ngồi mát vậy đó, cũng được cái lương bổng lộc tất cả mọi thứ chức quyền vậy. Cho nên Liêm Pha rất là thù ghét Lạng Tương Như. Mà thậm chí có những lúc Lạng Tương Như có những cái lời góp ý hay là những cái gì đó lại được nhà vua trọng vọng hơn nữa, tôn trọng hơn nữa, cho nên càng khó chịu. Cho nên các vị thấy hai cái vị này là tướng giỏi trong một cái triều mà có một sự mâu thuẫn ngầm. Lạng Tương Như là quan văn, thông minh hiểu biết, cho nên là biết cái tánh của Liêm Pha là quan võ, bộc trực nóng tính, nhỏ nhen, ích kỷ, có cái tự hào về mình mọi thứ, nhưng mà không có đối đầu. Bởi vì á, người này hiểu rất rõ giữa Lạng Tương Như và Liêm Pha mà nếu đối đầu nhau thì cũng giống như hai con hổ mà cắn xé nhau thì hai con hổ phải chết. Mà một đất nước mà có hai con hổ như vậy mà chết rồi thì còn đâu là bền vững. Cho nên Liêm Pha thì lúc nào cũng khiêu khích và nói những lời khó nghe và chỉ trích Lạng Tương Như. Còn Lạng Tương Như là người thường khi né tránh. Thì có một hôm hai người đang đi trên một đoạn đường sẽ đối đầu nhau, thì lúc đó Lạng Tương Như mới yêu cầu những lính hầu và cận vệ của mình hãy kiếm một con đường nhỏ nào đó để tẻ đi, đừng để đối đầu với Liêm Pha. Thì sau khi tẻ đi một con đường nhỏ để tránh đối đầu rồi, thì lúc đó những người đi theo phò trợ Lạng Tương Như mới nói rằng: tôi bỏ cả gia đình, sự nghiệp của tôi để đi theo ngài là để chỉ mong học được những đức tính, những cái này cái kia, cái trượng phu, cái cao khiết, cái quân tử của ngài, mà để lập công với đất nước tất cả mọi thứ. Có đâu ngài hèn nhát đến độ mà một Liêm Pha như vậy mà lúc nào cũng né tránh, cho dù ông ta nói bất cứ điều gì cũng không dám biện minh, gặp ông ta đâu né tránh nơi đó nhà đó. Như thế tôi xin cởi mũ từ quan, tôi không thể theo một cái người gọi là nhu nhược yếu đuối như vậy. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới chặn lại, mới nói những cái người hầu như thế này: ta hỏi ngươi, giữa Liêm Pha và vua nước Tần là Tần Thủy Hoàng vào thời đó, ta hỏi ngươi ai là người có uy vũ và đáng sợ hơn? Cái người hầu cận mới nói rằng là: thưa ngài, dĩ nhiên là Tần Thủy Hoàng là đáng sợ hơn rất nhiều. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới nói rằng: vậy mà trước mặt Tần Thủy Hoàng, ta mắng hắn ta và ta đối đầu với hắn ta, ta không sợ bất cứ một điều gì. Còn tại sao Liêm Pha là một người so với Tần Thủy Hoàng không đáng như vậy mà ta phải sợ? Ở đây không phải gì ta sợ Liêm Pha, mà ta sợ đất nước diệt vong. Sở dĩ nước Tần mạnh hơn nhiều lần mà không đánh được nước Triệu và chưa đánh là do có ta và Liêm tướng quân. Nếu ta và Liêm tướng quân thù nhau
và để cho người ở nước ngoài biết được rằng là hai mảnh hổ này sẽ trở thành những cái kẻ đối đầu nhau, thì xem ra đất nước Triệu làm sao bảo vệ được. Cho nên ta nhịn Liêm Pha không phải là vì ta sợ Liêm Pha, mà vì ta không muốn đất nước Triệu mai này phải tan nhà nát cửa vong quốc vì hai người như thế. Thì các vị mà theo hầu nghe xong mới sụp đầu lại xin tạ tội. Và khi lời này được truyền đến tai của Liêm Pha, Liêm Pha tự thấy hổ thẹn vì ích kỷ của bản thân, vì ganh tị nơi bản thân. Mọi thứ mà bén chút nữa có thể hại đến đất nước, hại đến muôn dân. Cho nên Liêm Pha cởi áo ở trần và đem gai đến để mà tạ tội với Lạng Tương Như, là nhờ Lạng Tương Như hãy dùng gai đó để đánh đi. Lạng Tương Như biết được điều đó, Lạng Tương Như ra tận cửa ngõ quỳ xuống tiếp Liêm Pha. Và kể từ đó hai người hóa giải được cái mâu thuẫn nhau, không còn hận thù tức tối với nhau nữa. Những câu chuyện này các vị thấy rằng người mà nhẫn được, người có trí, người có trí, người có lòng bao dung, người có bản lĩnh. Người không nhẫn được đa phần là người nông nổi. Cho nên ở chỗ tuổi trẻ tại sao dễ thất bại? Vì tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, cho nên lúc nào cũng phản ứng theo cảm tính. Đa phần người lớn tại sao dễ thành công hơn? Người lớn đã trải qua cái quá trình thử nghiệm về thành bại được mất và biết rất rõ. Vì vậy ứng xử của người lớn lúc nào cũng khôn khéo, tế nhị và biết kiềm chế hơn. Sự thật rằng nhẫn không có nhục, bản lĩnh lắm mới nhẫn được, bao dung lắm mới nhẫn được, có sự kiềm chế tốt lắm mới nhẫn nhục được, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta nhìn lại cái đất nước của chúng ta thời nhà Trần. Chúng ta ngày xưa hay đọc một cái đoạn trong lịch sử vì việc nước mà quên thù nhà. Đây là một cái câu chuyện mà ở trong giai đoạn lịch sử nhà Trần. Chúng ta biết nhà Trần là một trong những triều đại phong kiến hưng thịnh nhất đất nước chúng ta, từ xã hội cho đến Phật giáo. Và Phật giáo cũng là một trong những thời điểm vàng son mà chúng ta hay nhắc đến là thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Nhưng phải nói là thời Trần là một trong những thời vàng son. Và có một vị tổ mở ra một cái con đường thiền của Việt Nam là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì trong các cái vua của nhà Trần thì Trần Nhân Tông là người đi tu và đắc đạo. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái triều đại nổi tiếng nhưng mà nó có những cái quẩn khúc trong cái nội bộ của nhà Trần. Mà quẩn khúc lớn nhất đó là cái việc mà của Trần Thái Tông, là Trần Cảnh á, phải lấy chị dâu mình là vợ của anh trai mình là Trần Liễu. Đây là cái mấu chốt mà để dẫn đến quan trái nỗi đau thương. Các vị biết không? Hai anh em là Trần Liễu và Trần Cảnh cùng lấy hai người con gái của một cái vua cuối cùng của đời Lý là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông có hai đứa con gái cho nên không có trai để mà nối ngôi. Cuối cùng truyền ngôi lại cho con gái, đó là Lý Chiêu Hoàng. Như vậy thì cái người chị là lấy anh của Trần Cảnh là Trần Liễu. Rồi ở đây là Lý Chiêu Hoàng là lấy Trần Cảnh, sau này là nhường ngôi lại. Và nhà Trần bắt đầu là lập ngôi từ đó, là lấy tên là Trần Thái Tông. Và Lý Chiêu Hoàng mới được là phong Chiêu Thánh Hoàng Hậu đó. Thì các vị biết rằng do Trần Cảnh là Trần Thái Tông với Lý Chiêu Hoàng thành gia lập thất rất lâu mà không có con. Thì Trần Thủ Độ là rất là nôn nóng cho cái sự kế vị mai này. Cho nên là Trần Liễu lúc đó và cái người chị của Chiêu Thánh á, thì lúc đó là đã có mang 3 tháng. Và vì vậy Trần Thủ Độ phải ép buộc giáng Chiêu Thánh Hoàng Hậu giáng xuống làm công chúa và đem người chị dâu hiện giờ đó trở thành làm vợ của vua. Cho nên Trần Liễu đâu có cam, hận. Cái đó mới dẫn đến cái sự mà gọi là quan trái lâu dài. Cho nên có cái ý niệm là dặn dò cái thế hệ tương lai là con cháu phải lật đổ nhà Trần để chiếm ngôi á.
Mà trong đó cái người mà ông có cái kỳ vọng nhất là ai? Trần Quốc Tuấn. Xin thưa các vị, Trần Quốc Tuấn mà chúng ta gọi là Hưng Đạo Đại Vương. Xin thưa các vị, một vị tướng tài. Nhưng mà trước khi chết, Trần Liễu còn dặn dò lại là phải nhớ cái nỗi nhục của cha, cái nỗi hận này. Nếu mà không lật đổ vua nhà Trần thì cha ở dưới chín suối không có yên. Các vị thấy rằng cái mối quan tình này trong nội bộ của hoàng thất. Vậy mà cuối cùng vì an nguy của một đất nước, cho nên là Trần Quốc Tuấn bỏ chuyện đó qua. Thậm chí lời cha dạy như vậy, nghe như vậy nhưng mà không thực hiện, vì thấy nó cũng không phải là cái đúng. Cho nên cùng góp một tay với vua Trần để đánh bại quân Mông Nguyên. Như vậy thì chúng ta thấy cái này trong lịch sử đã nêu ra để chúng ta thấy được rằng là vì diệt nước mà quên cái thù nhà, để chỉ rằng là những người có chí lớn, những người anh hùng, những người quân tử mới có thể kiềm chế được, mới có thể nhẫn được, chứ không phải là dễ dàng. Chúng ta thấy ở trên cuộc đời những người nông nổi khó thành công. Các vị cứ để ý đi, những người nông nổi khó thành công, đa phần không khéo là giả tràng xây cát. Và người nào họ có ác ý mà họ biết được rằng một người nông nổi dễ nóng và bồng bột á, thì họ dễ phá đám. Chuẩn bị sắp xong cái là họ kích một câu cái đá bỏ hết, cái bắt đầu làm lại từ đầu, chuẩn bị xong kích cái đá hết, giống như vậy. Cho nên người nông nổi dễ bị người ta phá đám, dễ bị người ta kích. Cho nên đây là một cái việc mà tu tập của chúng ta, chúng ta cũng phải để ý lại. Nó vừa giúp thân tâm của mình, cuộc sống của mình, mọi thứ trong cái mối tương giao của gia đình mình. Phải luyện tập chứ. Chữ nhẫn này nó rất quan trọng. Cho nên khi mà thực tập được chữ nhẫn này, chúng ta sẽ thấy lòng mình rất là bình an. Người xưa có nói là nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thủy tận mà. Nếu chúng ta kiềm chế, biết nhẫn nhịn, biết điều tiết lại con người của mình, thì việc quan trái quan gia nào chúng ta cũng có thể giải quyết được.